Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Vì sao cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị cảnh cáo? Quý vị và các bạn thân mến, ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, lãnh đạo Bộ Công Thương đã nắm được kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2011 đến năm 2016, và Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng qua báo chí. Khi nhận được kết luận chính thức bằng văn bản, bộ sẽ nghiêm túc thực hiện theo đúng nguyên tắc và yêu cầu của cấp trên. Trong kết luận tại kỳ họp thứ bảy từ 17 đến 21 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng, đồng thời yêu cầu Ban cán sự Đảng bộ Công thương khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, thi hành kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định, thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của Bộ Công thương. Cụ thể, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phủ Huy Hoàng đã thiếu gương mẫu, có biểu hiện phụ lợi, trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai là ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, tham gia hội đồng quản trị và giữ chức phó tổng giám đốc Sabeco. Các việc làm vừa nêu của ông Vũ Hiêu Hoàng vi phạm quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Ban bí thư về trách nhiệm, nêu cương của cán bộ đảng viên, vi phạm luật phòng chống tham nhũng gây bức xúc trong xã hội. Đường thăng tiến của ông Hải khá thuận lợi. Trước khi về Sapeco, năm 2011, ông Hải từng đề bạc bổ nhiệm vào 4 chức vụ quan trọng trong các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, từ vị trí kiểm soát viên tại Công ty Thuốc lá Việt Nam, Vinatapa, đến chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xuất tiến Thương mại. Năm 2015, bằng một quyết định điều động cán bộ do Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa Ký, Ông Hải khi đó 28 tuổi đã được giới thiệu về Sapeco ở vị trí hàm phó chủ tịch để đảm đương vị trí chủ chốt là thành viên hội đồng quản trị, đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức phó tổng giám đốc. Khi về làm xếp tại Sapeco, ông Phụ Quang Hải, 29 tuổi. Theo ông Nguyễn Đình Hương, nguyên phó trưởng ban tổ chức trung ương, luật phòng chống tham nhũng có nhiều quy định chi tiết về những việc cán bộ công chức viên chức không làm được đơn cử người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng bố mẹ con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp ông hương nói ở đây ông vũ huy hoàng là bộ trưởng con trai làm phó tổng giám đốc sapeco một doanh nghiệp lớn trực thuộc bộ này theo tôi là không phù hợp với quy định của luật phòng chống tham nhũng dẫn quy định của ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi Ông Hưng cho rằng việc làm của cựu bộ trưởng công thương trong trường hợp liên quan đến con trai mình đã nêu cương xấu. Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Vũ Hiên Hoàng đã thực hiện công đúng các quy định của đảng và nhà nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm Trần Xuân Thanh giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ Công Thương. Ngày 19 tháng 5 2013, ông Trần Xuân Thanh rời Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, PVC, sau gần 5 năm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại doanh nghiệp này. Cơ quan chức năng xác định PVC thu lỗ hơn 3.200 tỷ đồng giai đoạn 2011 đến 2013. Tuy nhiên, quan lộ của ông Trần Xuân Thanh lại thuận lợi ở Bộ Công Thương. Ngày 30 tháng 9 năm 2013, Bộ trưởng Phủ Hiên Hoàng ký quyết định bổ nhiệm ông Thanh làm phó chánh văn phòng bộ, trưởng đại diện Bộ Công Thương tại Đà Nẵng. Ngày 11 tháng 3 năm 2014, chánh văn phòng Bộ Công Thương Đào Minh Hải được điều động sang giữ chức vụ trưởng, phó bí thư thường trực đảng ủy bộ. Cùng thời điểm ông Thanh nhận quyết định tạm thời phụ trách công việc chung của văn phòng, ngày 24 tháng 2, 2015, tại lễ chào cờ đầu năm sau Tết Nguyên Đán của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Phủ Huy Hoàng trao quyết định bổ nhiệm ông Thanh giữ chức Bộ trưởng Ban đổi mới doanh nghiệp Bộ. Ngày 13 tháng 5, 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh hậu Giang khóa 8 tổ chức kỳ họp lần thứ 13, kỳ họp bất thường để quyết định một số vấn đề về công tác nhân sự các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với ông Trịnh Xuân Thanh, Phụ trưởng Chánh văn phòng ban cán sự đảng, Bộ Công Thương. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, mặc dù biết ông Trịnh Xuân Thanh có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, nhưng ông Phụ Huy Hoàng vẫn đồng ý với đề nghị của tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuyên chuyển ông Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Vũ Hiên Hoàng đã báo cáo không trung thực về tình hình hoạt động của PVC và cá nhân Trịnh Xuân Thanh trước khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo cơ quan này, ông Vũ Hiên Hoàng đã chỉ đạo đánh giá, quy hoạch, đề nghị phê duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn. Ngày 15 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra C46 Bộ Công an khởi tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165, Bộ Luật hình sự đối với ông Trịnh Xuân Thanh để điều tra khoảng thu lỗ gần 3.300 tỷ tại PVC. Phải điều tra rõ những vi phạm của Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng Ngày 25 tháng 10 trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, với việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về những vi phạm, khuyết điểm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ, điều tra cụ thể hơn những vi phạm đã được chỉ ra. Ông nói: "Như thế mới đảm bảo tính răn đe, mới mong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lợi dụng chức vụ được làm tới nơi tới chốn." Ông Kim thẳng thắn bày tỏ quan điểm nên làm nghiêm, bất kể đó là ai, cán bộ đương chức hay về hưu, không nên có ngoại lệ nào. Theo ông Vũ Trọng Kim, những vi phạm khuyết điểm của nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để đến nay mới kết luận là muộn. Tuy nhiên trong thực tế phải qua thời gian mới biết họ có mắc sai phạm hay không và có những sai phạm hết sức tinh vi không phải dễ dàng một lúc phát hiện được. Ông Kim cho rằng vụ việc nêu trên là một ví dụ cho thấy cần sớm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực với những quy định cụ thể rõ ràng hơn. Ông Kim nói, trên cơ sở kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan chức năng có thể cân nhắc điều tra làm rõ những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng khi đã có kết luận điều tra rõ ràng thì mới xem xét có khởi tố hay không. Đại biểu Dương Trung Quốc nhấn mạnh, trong kết luận liên quan đến cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì tính gian đe là rất quan trọng. Theo ông Quốc, việc công khai những sai phạm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho thấy sự bình đẳng trước pháp luật, người giữ chức vụ càng cao thì phải chịu trách nhiệm càng lớn. Nhưng ở đây, cơ chế giám sát quyền lực tại cơ quan quản lý nhà nước cần thay đổi theo hướng có thêm sự giám sát của dân. Trước đó, tại kỳ họp thứ 7, từ ngày 17 đến 21 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nguyên bộ trưởng vũ huy hoàng có nhiều sai phạm khuyết điểm trong đó có việc thiếu gương mẫu có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên tổng công ty thuốc lá việt nam tham gia hội đồng quản trị và giữ chức phó tổng giám đốc sapeco thực hiện không đúng các quy định của đảng và nhà nước trong việc tiếp nhận bổ sung ông trịnh xuân thanh giữ các chức vụ ở bộ công thương Kết luận nêu, những vi phạm của ông Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công Thương và cá nhân ông Vũ Huy Hoàng gây bức xúc trong xã hội. Ủy ban đề nghị Ban Bí Thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng. Ngọc Trinh bị chê vì mặc váy ngắn tại sự kiện ở Hàn Quốc Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh Ngọc Trinh trong bộ đầm đỏ ngắn ngang đùi xuất hiện trên sân khấu một cuộc thi sắc đẹp tại Hàn Quốc hiện bị nhiều người cho rằng không phù hợp với hoàn cảnh. Theo quy tắc bất thành văn ở các sự kiện trang trọng như ở các lễ trao giải, khách mời và người tham dự có thể diện các trang phục gợi cảm như xẻ đùi, khoét ngực, hở lưng, nhưng thường vẫn phải đảm bảo độ dài của váy qua đầu gối để đảm bảo tính trang trọng của buổi lễ. Chính vì thế, bộ đàm đỏ ngọc trinh diện trong đêm chung kết chương trình Hoa hậu quốc gia Hàn Quốc 2016, ngày 23 tháng 10, đã bị nhiều người chê, thậm chí có ý kiến cho rằng, nhìn cô giống như đại sứ game online mà trẻ trâu hay chơi. Đồng thời, nhiều người cũng nhận ra sự lạc điệu của Ngọc Trinh bên dàn người đẹp và ban tổ chức. Hầu hết các khách mời đều mặc váy dạ hội dài. Một người đưa ra nhận xét, ai cũng mặc đầm dạ hội dài chấm gốc, Ngọc Trinh lại mặc đầm ngắn cũng đến thêm áo choàng như kiếm hiệp nữ. Đầm không xấu mà chỉ là hơi lạc điệu thôi. Hay như Facebooker Phạm Long cũng cho rằng bộ đầm có phần không phù hợp để xuất hiện tại sự kiện này. Nếu đứng một mình thì rất đẹp, đứng chung trên sân khấu thì không hợp. Một nem khác thì cho rằng, nếu đã đại diện Việt Nam ra nước ngoài dự sự kiện thì ekip của bạn nên nghiên cứu tìm hiểu về văn hóa của họ trước khi lựa chọn trang phục sao cho phù hợp chứ đẹp hay xấu là do mắt thẩm mỹ của mỗi người cái này không nói được nhưng tính trang trọng lịch sự của bộ đồ thì ai cũng có thể đánh giá được Việt Anh kể lại sóng gió sau tin đồn tình cảm với Lý Nhã Kỳ là khách mời trong chương trình ghế không tựa diễn viên Việt Anh đã chia sẻ với khán giả về những biến cố trong cuộc sống, sự nghiệp và cách anh vượt qua tất cả để đến với thành công. Việt Anh kể lại rằng năm 2009 là thời điểm khó khăn trông chênh nhất trong sự nghiệp của anh. Khi ấy anh đang tham gia dự án phim Gió nghịch mùa cùng với nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ và dính tin đồn tình cảm với cô. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là scandal. Với sức ép của dư luận và truyền thông, Việt Anh lần lượt đánh mất từng thứ mình đang có. Dự án đang quay nửa chừng bị vướng vào kiện tụng và buộc phải dừng lại, khiến mọi vốn liếng đổ xuống sông xuống bể. Rồi tổ ấm nhỏ bé của anh cũng không đứng vững được trước bão tố. Diễn viên chạy án chia sẻ. Tôi thậm chí không có nhà để ở, tôi ở trong Sài Gòn, tôi không dám đối diện với người thân, tôi không dám ra ngoài Hà Nội và tôi cũng không dám đến nhà bố tôi ở Sài Gòn. Bởi trước đó mọi người trong gia đình đã can ngăn, khuyên nhủ anh phải cẩn thận trong cách làm việc và các mối quan hệ xã hội, nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả. Anh tuyên bố sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng anh đúng. Cuối cùng khi kết quả ngược lại, anh không dám đối diện với bất kỳ ai. Sau đó Việt anh đến ở nhờ nhà một người bạn. Hàng ngày cậu bạn đi làm và anh ở trong phòng một mình. Một ngày anh phát hiện trên đầu giường có cuốn Đắc Nhân Tâm. Anh say mê đọc nó trong hai ngày. Việt Anh gạch đầu dòng từng ý và nhìn nhận lại biến cố vừa qua của mình. Việt Anh cho rằng cuốn sách này đã giúp ích cho anh rất nhiều trong việc hiểu được sai lầm của bản thân, đồng thời tạo động lực để anh bắt đầu lại. Đến giờ Việt Anh nhớ ba câu mẹ đã nói với anh vào thời điểm anh gặp khủng hoảng. Anh và mẹ vốn có mâu thuẫn và không nói chuyện với nhau gần một năm trước khi anh vào Sài Gòn. Tới tháng 9 năm 2009, mẹ gọi điện thoại cho anh. Ban đầu anh không dám nghe nhưng sau đó lại quyết định nhấc máy vì sợ mẹ lo lắng. Mẹ của anh đã nói: "Không sao đâu con, mẹ luôn bên cạnh con, về với mẹ đi." Nhìn lại quãng thời gian khó khăn, anh cho rằng năm 2009 là bước ngoặt cho sự sụp đổ, năm 2010 là bước ngoặt của sự khởi đầu. Hiện tại nam diễn viên đã có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ mới và chuẩn bị đón đứa con ra đời, anh cũng quyết định mở lại công ty và bắt đầu sự nghiệp đạo diễn của mình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng xin chào và hẹn gặp lại